Hên quá, vậy là thoát khỏi tên biến cái rồi. Hên quá, thoát rồi. Biến cái! 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 Đâu? Ông á! Hả? Ông biến cái á! Ông làm gì tôi làm đi chứ tôi mệt quá, tôi chạy hết nổi rồi. Làm gì làm? Tôi hỏi đường. Hỏi đường? À. Tên biến thái nào cái câu đầu tiên của nó cũng hỏi đường hết trơn á. Vậy hả? Vậy tôi không biến thái nữa, tôi hỏi người. Hỏi người? À. Hỏi người gì là không phải biến thái nè. Đúng rồi. Tao là bác của ông Trọng, là ba của mày á. Vậy đây là ông Cốc Dạng đây hả? Đúng. Tao. Tao, bạn ngon chẹt muốn mà sữa. Cốc Dạng hả? Cái gì? Cốc. Ba con tả cái nhà đâu phải như vậy. Ừ. Cốc có cái nhà giống như trời trời. Quá trời bự luôn vậy. Đẹp không? Đẹp thì đã nói đẹp rồi mà nó bự quá. Ông mới bán đất dư mớ tiền xây căn nhà bậy bạ chơi vậy mà. Mấy tỷ? Mười tỷ. Con thấy Cốc ở cái lớn tuổi mà ở không gian này quá khỏe, hàng chi Cốc trẻ quá luôn. Ê, để kêu mấy anh qua rồi giới thiệu cho bác. Sử Như ơi. Ê, ra đây nè. Ôi, dạ bác vô con hả? Ra đây. Ờ, nhà có khách hả ba? Có khách. Trời, ba không nói để con vô thay quần dài. À, có họ hàng mình lên thăm gia đình mình. Chắc là ừ đúng rồi, chú dạ. lớn tuổi chắc đâu bên mấy ông mình á. Dạ không phải bác Hai. Bác Hai, à là chú là con của bác Hai. À. Dạ không. Con á phải kêu bác bằng bác Hai á. Hiểu không? Cái gì vậy ba? Hiểu không? Chưa hiểu luôn á. Không hiểu đúng không? Chưa hiểu luôn. Dễ hiểu lắm. Thằng này á là con của em Trọng. Trọng trên Thủ Đức á, nhớ không? À nhớ. Dạ. Đây là con là phải kêu con Trọng là phải kêu con bằng bác. Ờ đúng rồi, vậy phải kêu con tới bằng bác là. Đúng rồi. Ôi, tự nhiên mặt dạy chát như con bằng bác. Nghe. Dạ. Dạ ba nữa. Kỳ quá. Dạ là con thưa bác Hai đó. Còn ba con mà có mặt ở đây á là phải kêu cô ba đây bằng chị nè. Đúng rồi, phải kêu bằng chị. Dạ. Tại gia giới phải không ba? Đúng rồi, gia giới. Cho nên con kêu cô ba đây bằng cô lớn đó. Dạ. À, con cũng không giấu gì Cốc. Là cái đoạn phim con hiện giờ nè đang có một cái vai nam rất là nặng ký luôn. Tâm lý diễn xuất chuyển biến liên tục luôn. Tức là một đại ca giang hồ lại còn vướng vào chốn tình trường nữa. Cho nên con muốn mời người nhà. Thôi, mấy cái vai mà kiểu đẹp đẹp mà vai chính vậy thôi. Bác Hai không quen đâu. Bác Hai đóng cái vai đó sợ nó không có ra cái chất mà kiểu mà lãng tử rồi đó. Thôi. Ê, đừng nhìn tao. Không có tiếng. Đâu, con nhìn Cốc là Cốc tưởng con mời Cốc cái vai đó đó hả? Chưa, trời ơi ba ơi. Ba làm quá là ba bị hố. Cái vai ba nghe cái tập tâm sinh lý gì đó. Vì đại ca giang hồ rồi sau này buông tay gác kiếm rồi dướng vào tình trường là phải trẻ đẹp. Nhưng mà con người phải trẻ đẹp để khán giả mới theo dõi cái chân dạch đó. Mình dạch giống như dạch trong tranh vậy đó. Ai biết, tự nhiên mình nhìn tao tưởng mình mời tao. Dạ, dạ, dạ. Là con nhờ Cốc á giúp giùm con, là con nghe ba con kể là bác Hai đã có người con. Là con muốn nhờ là anh Hai phải không? Thôi cái thằng ở nhà nó cái tính nó ngông cuồng ngang tàn lắm, không có đóng được đâu. Ý đúng chắc con cần tìm rồi. Ủa là cần người vậy hả? Cái người vậy thì mới vô cái tình trường mới nắm không, được. Cái đó là vô vai, còn cái này là bình thường, có khi trời ơi không có ai nói được nó thích gì nó làm đó. Trời. Không có cái đó không, bây giờ con quyết định luôn đi. Con quyết định là mời anh Hai ý đâu đóng luôn đi. Bây giờ mời thiệt quá không? Dạ. Ý ơi, ý. Ý ơi. Xuống đây con. Dạ, con chào anh nội. Dạ. Con của bà nấu cơm ra làm sao để người lớn làm gì? Gì đó? Nghĩ. Hả? Cô ba nói gì? Nghĩ. Đó, coi. Nghe cái tính cách nó nha. Trời ơi, nó ngang tàn rồi lắm. Hiểu không? Nó ai nói gì vậy? Nó không có nghe đâu nữa. Sao thấy nó vô cái vai đó hợp không? Không, không. Cách xế ít lắm. Hợp sữa rồi được rồi. Anh Hay ý đó hả? Ừ, anh Hay ý. Nãy mà vô đòi kiếm vai chính mà. Ừ. Là sao? Được không? Coi được đi quay gấp rồi phát chừng mầm non nè. Quay cái tật ba chớp ba nhái từ nãy giờ vô không biết cái gì cái. Rồi bắt đầu cái giới thiệu nhân vật này, giới thiệu nhân vật kia. Thôi đi vô đi. Dạ. Con xuống đây con có quà. Có quà luôn dạ, hả? Dạ dạ dạ. Lấy cái quà về đi, đem lại trả cái tiệm lấy lại tiền đi. Ủa mình đem thì tao lỡ mang qua tặng họ hàng mình, tao tặng thì mình lấy chứ. Cái này mấy người quần chúng tặng con.
ta đóng được vai, con cho đóng vai đó người ta tặng con. Vậy nữa hả? Ừ thôi được rồi, ông Cốc cảm ơn con nhiều nha. Ừ có quà cáp này là vui rồi. Ờ con định ở mấy ngày? Khoảng 5-7 ngày hả con? Hả? Dữ vậy con? Sao tới 7 ngày nữa vậy? Ờ con bối cảnh 5 chỗ là con phải đi chụp mỗi ngày. Ba tưởng á nó đòi ở 5-7 năm chứ ở 5-7 ngày ba thấy nó còn ngắn đó con. Thôi ba mệt quá, bây giờ ba quyết định rồi. Trong nhà này còn có ba, đừng có cãi lời ba. Đồ ăn nay được á. Ăn cơm đi. Ba, ba. Chờ con chút. Trời đất ơi, chị Lý ơi. Dạ. Tôi dặn chị làm sao? Chị nấu ăn cho gia đình thì chị phải nấu cho chín đàng hoàng chứ vậy sao mà ăn được. Bây giờ đem vô trong, hâm lại mở lửa nhỏ thôi, để chiều tối, không mai ăn luôn cũng được. Sao không? Hâm lại đi. Ba thấy chín rồi mà. Ba ơi ba, không chín mình ăn mình đau bụng chết. Ba nói chín rồi, ba thấy chín rồi. Vậy có cần hâm lại không ông? Trong đi. Rồi ăn cơm đi. Ăn đi con. Nè, gà nè. Mời bác hai, con mời cô ba. Em mời anh. Tình gà để vậy sao mà cháu tụi nó ăn để được. Bên đây ăn được. Ăn đi, ăn gà cho nhiều vô con ơi. Nha. Ăn đi con, ăn đi con. Ba ăn đi ba. Cái gì? Ăn này là bí nè ba. Với lại đậu bắp. Ăn cái này cho có chất nhờn. Đó, đó ba ăn. À, hôm nay đồ ăn là thấy ngon lắm á ba. Đó, ăn mấy cái này coi vậy chứ tốt lắm. Rồi, ba ăn đó đi ha. Con dạ. Cháu của nội thích ăn rau không? Dạ. Này, ông nội. Nó ăn rau nó mắc cổ sao không, ba? Không, ăn rau. Ăn rau không mắc cổ, ăn xương tè, ăn cá này mới mắc cổ. Cá này để bên đây ăn, còn ăn rau làm sao mắc cổ được con? Ăn xương mới mắc cổ. Không, cái tính nó ăn rau nó không có nhai, nó nuốt luôn à. Con không biết. Ăn con, ăn rau nha, ăn nhiều nha. Ăn rau tốt lắm đó, nhiều vitamin nha con. Ăn đi con. Dạ, dạ. Ăn đi. Dạ. Ba ăn dưa leo nè ba. Không có ba không có. Nè con, ăn đi con. Cà chua nha ba. Không. Ngon không? Dạ, con tự nhiên dạ. Dạ, cốc vàng ăn đi. Cảm ơn con. Ba. Ba ăn đậu bắp cho thích nhờ. Không, thích nhờ mới nhiều lắm. Bác không ăn đâu. Lớn cổ vàng là tốt của mình đó.